Cô chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 của trường Trung học cơ sở Hậu Giang mình ha. Thì như chúng ta biết là cái môn này mình học có 4 cái giai đoạn lớn của lịch sử, là thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại. Lớp 6 các em nó tìm hiểu về cái thời kỳ cổ đại này ha, gồm có sự thế giới và sự Việt Nam. Thì lên lớp 7 chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về thời kỳ trung đại, hay nó khác hơn là thời kỳ phong kiến. Gồm 7 bài đầu là sự thế giới và còn lại chúng ta sẽ học về sự Việt Nam. Thì số tiết nó sẽ nhiều hơn lớp 6 một chút xíu. Lớp 6 thay vì mình học một tiết thì lớp 7 số lượng bài nó nhiều hơn, khoảng 2 tiết một tuần ha. Do kiến thức rất là nhiều cho nên chúng ta sẽ học bài theo kiểu là chúng ta sẽ viết thành dạng sơ đồ. Sơ đồ để làm chi? Để mình viết gọn cái bài lại những nội dung cần thiết nhất và dễ nhớ bài ha. Bữa nay mình sẽ tìm hiểu hai cái bài, đó là bài số 1 và bài số 2. Đầu tiên là tìm hiểu về cái bài số 1, sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu, thời sơ, trung kỳ, trung đại. Trong cái bài này là có 3 phần chính. Thứ nhất là sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu, thứ hai là lãnh địa phong kiến, và thứ ba là sự xuất hiện các thành thị trung đại. Trước khi học bài 1, cô hỏi lại kiến thức các bạn lớp 6 một chút xíu nè. Ở lớp 6 mình học về cái bài sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây, và đúng nè. Có hai quốc gia cổ đại phương Tây là quốc gia nào? Các bạn nào nhớ không ạ? Đó là hai quốc gia Hy Lạp và Roma, đúng nè. Và đặc biệt ở Roma là chế độ chiếm hữu nô lệ rất là phát triển. Ở lớp 6 mình học hai cái hình thái nhà nước là cộng sản nguyên thủy, hay khác hơn là cộng sản nguyên thủy, và chế độ chiếm hữu nô lệ. Và trong cái chế độ chiếm hữu nô lệ đó thì có mấy giai cấp chính? Các bạn nào nhớ không? Trong xã hội chiếm hữu nô lệ có mấy giai cấp chính? Và cuộc sống của họ như thế nào? Năm ngoái lớp 6 học rất kỹ cái phần này rồi ha. Thì cô nhắc lại các bạn nhớ nha. Trong chế độ chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ. Chủ nô sống rất là sung sướng, bóc lột nô lệ rất là nhiều, nô lệ phải làm tất cả mọi việc và được coi là tài sản của chủ nô. Chủ nô gọi nô lệ là gì ạ? Các bạn nào nhớ câu nói đó không? Chủ nô gọi nô lệ là gì? Là những công cụ biết nói. Cho nên thân phận của người nô lệ rất là tội nghiệp. Hoặc là tài sản của chủ nô. Chủ nô có thể làm bất cứ cái gì trên thân thể của người nô lệ bóc lột, hay bất cứ vấn đề nào cũng được à? Chính vì vậy mà qua cái thời gian kéo dài như vậy dẫn tới là người nô lệ họ cảm thấy như thế nào? Họ cảm thấy rất là bất bí và họ cảm thấy rất bất mãn, đúng không nào? Cho nên người nô lệ rất là nhiều lần nổi dậy chống lại chủ nô, đúng không nào? Mà khi nô lệ nổi dậy chống lại chủ nô như vậy thì chủ nô làm gì? Chủ nô dùng lực lượng quân đội để dập tắt những cuộc nổi loạn, nổi dậy của người nô lệ. Và tiêu biểu trong số những cuộc khởi nghĩa đó là tiêu biểu của khởi nghĩa Spartacus diễn ra từ năm 73 đến năm 71 trước công nguyên. Có rất nhiều cuộc khởi nghĩa của nô lệ nổ ra. Và chúng ta thấy là trong một xã hội khi mà nô lệ cứ nổi dậy chống lại chủ nô, rồi chủ nô lại dùng quân đội dập tắt những cuộc nổi dậy đó như vậy, thì dẫn tới một xã hội như thế nào các bạn? Rất là bất ổn, đúng không nào? Trong xã hội bất ổn, và cái đó là dấu hiệu khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở đất nước Roma, hay còn gọi là La Mã ha. Mình sẽ tìm hiểu đầu tiên về cái phần một nhỏ nha. Các bạn nhìn được cái lược đồ này. Cái lược đồ ở đây màu xanh này là cái đế quốc Roma. Ngày xưa khi người ta dùng cái từ đế quốc có nghĩa là một quốc gia rất là mạnh mẽ, rất phát triển mạnh, đúng không nào? Phát triển mạnh nhất là cái thời kỳ mà chiếm hữu nô lệ đó. Nhưng mà khoảng thế kỷ thứ 5 thì diễn ra sự kiện gì? Sự kiện lớn diễn ra vào thế kỷ thứ 5. Đó là phía bắc của đất nơi đế quốc Roma này là có những bộ tộc người xếp mặt, hay còn gọi là những người Roma này gọi họ là những người mang tộc. Thì các bộ tộc người xếp mặt này thế kỷ thứ 5 họ mới tràn xuống xâm lược đế quốc Roma. Theo các bạn kết quả như thế nào ạ? Người xếp mặt tràn xuống xâm lược đế quốc Roma thì kết quả như thế nào? Có ai đoán được kết quả không ạ? Kết quả là gì? Là đế quốc Roma sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì sao? Nội bộ lúc này Roma đang bất ổn, khủng hoảng về chế độ chiếm hữu nô lệ. Và lúc này sao đây không thể nào huy động lực lượng để chống lại xâm được. Chính vì vậy mà các bộ tộc Sarmanh xâm lược đế quốc Roma vào thế kỷ thứ 5, thì dẫn tới là đế quốc Roma sụp đổ.
ha. Và từ đó thành lập nên những vương quốc mới như vương quốc Tây Gốt nè, vương quốc Đông Gốt, vương quốc Phơ Đăng, vương quốc Anglo-Saxon. Đó là tiền thân của những nước như là Anh nè, Pháp nè, Ý nè, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Từ chỗ mà những người Sét Manh xâm lược Roma như vậy thì lúc này cái giai cấp mà nô lệ và chủ nô sẽ không còn nữa mà thay bằng các giai cấp mới. Thì những người tướng lĩnh quân sự này đi theo cái những người Sét Manh này thì họ sau khi mà thành công rồi thì họ mới được gì? Phong cấp ruộng đất và phong chức tước, được cấp ruộng đất rất là nhiều và phong chức tước những người tướng lĩnh quân sự này, và họ trở thành lãnh chúa họ được rất nhiều đất đai của cải được phong. Do khi xâm chiếm Roma thành công thì những tước hiệu họ được phong là những cái chức như là công tước, hầu tước, bá tước hoặc nam tước. Thì các bạn coi những phim trung đại của bên châu Âu chúng ta sẽ nghe những cái từ này ha. Thì lúc này họ trở thành lãnh chúa, đây nè, đây từ trở thành lãnh chúa, đây là những cái hình của minh họa thôi ha. Còn cái tầng lớp nô lệ thì sao các bạn? Nô lệ, người nô lệ được giải phóng và họ trở thành nông nô. Thế các em là nô lệ và nông nô khác nhau như thế nào? Thì cuộc sống của người nông nô hay nhìn chung là sẽ đỡ hơn người nô lệ một chút. Thay vì trước đây là người nô lệ là gì? Đây là tài sản của chủ nô, đúng không? Người chủ nô được quyền làm bất cứ cái gì trên thân thể của người nô lệ, nha, ngay cả tính mạng của họ. Nhưng bây giờ người nông nô là gì? Họ được bảo toàn cái tính mạng của họ và họ làm việc. Người nông nô này sẽ làm việc, nhận đất, làm việc và đóng đóng tô thuế cho ông lãnh chúa này. Và sau khi đóng tô thuế rồi, mặc dù tô thuế rất là nặng, thì những người nông nô này có khả năng là giữ được một ít tài sản riêng cho mình, ha, mặc dù không nhiều nhưng mà đỡ hơn cái thân phận của người nô lệ. Và khi cái xã hội mà đã xuất hiện cái giai cấp lãnh chúa và nông nô thì lúc này chế độ chiếm hữu nô lệ không còn nữa, mà thay bằng một chế độ gọi là gì đây, xã hội phong kiến đã hình thành ở châu Âu. Đây cái phần một nhỏ các bạn lưu ý những ý sau đây cho cô nè. Thứ nhất là cuối thế kỷ thứ năm, đế quốc Roma bị người Sét Manh tiêu diệt. Họ đã lập nên nhiều vương quốc mới như Đông Gốt, Tây Gốt, Phơ Rang và Anglo-Saxon. Và từ đó mới hình thành ra hai cái giai cấp chính là lãnh chúa và nông nô. Và khi hai giai cấp này được hình thành thì xã hội phong kiến ở châu Âu được hình thành. Các bạn nhớ những cái slide mà có những cái biểu tượng này, các bạn nhớ viết bài cho cô, viết bài vô tập ha. Chúng ta viết không kịp thì mình có thể tua lại, mình viết lại không sao cả. Còn cái bức tranh phía sau là bức tranh vẽ, các bạn nhìn này, đây là tranh vẽ mà cái lúc mà những người Sét Manh tràn xuống tấn công xâm lược đất nước Roma, đế quốc Roma ha. Rồi các bạn nhìn đây, đây là một cái khung cảnh. Các bạn đoán khung cảnh này nói về cái gì không ạ? Các bạn nào đoán được không? Khung cảnh này nói về cái gì? Đây có gì nè, có nhà thờ nè, đất canh tác nè, thôn xóm của nông nô nè, rừng cây là lâu đài này. Thì đây là một cái mô hình người ta vẽ lại về gọi là lãnh địa phong kiến. Lúc nãy mình tìm hiểu về lãnh chúa và nông nô đúng không, mà mình không biết là họ sống ở đâu, thì họ sống trong cái lãnh địa này. Thì lãnh địa là gì? Lãnh địa là những vùng đất đai mà sau khi người Sét Manh á, xâm lược Roma chiếm đất mới chia đất đai ra, thì mỗi ông tướng lĩnh đó sẽ được một cái vùng đất, nó gọi là lãnh địa. Và trong cái lãnh địa đó gồm có cái gì? Thứ nhất là lâu đài này. Lâu đài là ai ở ạ? Lãnh chúa ở đây, xung quanh có hà bao quanh ha. Lãnh chúa ở đây có nhà thờ, tại vì lúc này phương Tây là theo Thiên Chúa giáo ha. Đất canh tác là những rừng cây. Và những người nông nô thì họ được chia những cái ruộng đất này, họ mướn lên đây và họ đóng tô thuế cho cái ông lãnh chúa này. Tại sao gọi là tô thuế ạ? Tô là gì? Tô là loại thuế là đánh vào cái ruộng đất họ mướn trên đây đóng cho lãnh chúa. Và ngoài cái loại tô đó ra thì còn có những loại thuế khác, ví dụ thuế thân chẳng hạn, thì vẫn phải đóng cho cái ông lãnh chúa này. Và thuế tô thuế này do lãnh chúa đặt ra rất là nặng, rất là nặng. Và người nông nô có nghĩa vụ phải nộp tô thuế cho ông lãnh chúa này. Và tất cả mọi việc ở trong cái lãnh địa này là đều chịu sự cai quản của lãnh chúa này. Thì ông lãnh chúa ông giống như một ông vua nhỏ, ông vua con ở đây vậy. Ông quản lý toàn bộ cái khu vực lãnh địa phong kiến này. Đây là cái hình
chụp lại cái lãnh địa phong kiến, nhìn rất là cao, rất là đẹp ha. Như vậy mình sẽ tìm hiểu tiếp về cuộc sống của những người này như thế nào. À, lãnh chúa là gì? Lãnh chúa là họ chỉ suốt ngày luyện tập cung kiếm, tổ chức hội hè, tiệc tùng, không lao động gì hết. À, đó là cuộc sống của lãnh chúa, rất là sung sướng, rất là an nhàn và ra sức bóc lột người nông nô đến kiệt quệ ha. Còn đây là người nông nô làm gì ạ? Họ phải làm ruộng nè, được nhận ruộng đất của từ lãnh chúa, họ làm ruộng và họ cũng đóng tô thuế cho từ lãnh chúa ha. Rồi họ làm những công việc như đương bánh chẳng hạn, kéo cày, làm nông nghiệp nè và làm lò rèn ha. Thì người nông nô làm rất là nhiều việc và đóng tô thuế cho lãnh chúa. Bên cạnh đó là họ còn làm một số nghề thủ công riêng của họ nữa ha. Rồi qua cái phần 2 là lãnh địa phong kiến. Thì trong phần này các bạn nhớ cho cô nè, thứ nhất về vấn đề tổ chức thì các bạn phải hiểu được khái niệm lãnh địa phong kiến là gì. Như cô nói lúc nãy rồi, lãnh địa phong kiến là những vùng đất đai lớn mà quý tộc chiếm đoạt được đó, là những tướng lĩnh nhận được đó. Nó giống như là một vương quốc thu nhỏ và lãnh chúa là một ông vua trong cái lãnh địa đó ha. Và trong lãnh địa gồm gì? Gồm lâu đài nè, dinh thự nè, nhà thờ nè, nơi ở của người nông nô nè đó, rất là nhiều thứ ở trong lãnh địa đó, nó giống như một cái vương quốc thu nhỏ vậy. Còn thứ hai là về cuộc sống thì nãy mình nói trước rồi ha, là lãnh chúa có phải làm gì không ạ? Lãnh chúa rất là sung sướng, không phải làm gì hết. Và ông ta có quyền đặt ra những loại tô thuế và đối xử tàn nhẫn với nông nô. À, tô thuế đóng như thế nào là do lãnh chúa quy định. À, còn nông nô là sống cực khổ, phải nhận đất canh tác của lãnh chúa, phải nộp rất nhiều loại tô thuế lao dịch, làm việc không công cho lãnh chúa. Và cuộc sống của người nông nô này phụ thuộc hoàn toàn vào ông lãnh chúa này. À. Và đặc trưng trong nền kinh tế lãnh địa này, nó là một cái đơn vị chính trị độc lập. Tại vì trong khu vực này là chỉ có một lãnh chúa cai quản thôi, là tất cả ông ta nắm tất cả quyền hành trong đó. Và lãnh địa này mang tính tự cung, tự cấp, là họ cần cái gì thì họ tự sản xuất ra. Họ chỉ mua muối và sắt là hai thứ mà họ chưa sản xuất ra được thôi. Cho nên cái hình thức kinh tế trong lãnh địa nó rất là khép kín. Các bạn nhớ có biểu tượng này, các bạn lát các bạn viết bài lại cho cô nha. À, viết không thì chúng ta tô lại. Rồi viết, từ từ viết, không sao hết. Ha. Còn đây các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn đây là những cái cảnh tượng gì các bạn? Những hình ảnh về cái gì ạ? À, cảnh sinh hoạt. Cảnh sinh hoạt trong thành thị phương Tây thời trung đại. Ha. Các bạn thấy nó khác so với lãnh địa không ạ? Rất khác, đúng không nào? Như cô nói lúc nãy là những người nông nô này họ nhận đất canh tác của lãnh chúa ha. Thì họ phải đóng tô thuế cho lãnh chúa, họ làm việc và phục vụ cho lãnh chúa. Và ngoài ra họ có sản xuất một số cái sản phẩm thủ công. À, và khi mỗi người sản xuất trong một cái số sản phẩm thủ công như vậy thì họ có nhu cầu như thế nào, trao đổi ở trong cái lãnh địa đó, trao đổi trong lãnh địa đó, rồi họ dần dần khi mà hàng hóa sản xuất ra nhiều hơn, sản phẩm sản xuất ra nhiều hơn thì họ có nhu cầu là phải ra khỏi lãnh địa đó để họ trao đổi hàng hóa nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là họ muốn thoát khỏi các nô dịch, cái sự quản lý của lãnh chúa. Cho nên lúc này ra đây, họ mới ra những nơi đông người, họ trốn ra những nơi đông người thế này. Họ tập trung lại với nhau, thành lập ra những thành thị trung đại. Ha. À, những người mà cùng nghề thủ công với nhau, họ sống cùng khu với nhau, người ta gọi lập ra cái phường hội để họ hỗ trợ với nhau. Hỗ trợ với nhau cùng sản xuất, cùng buôn bán. Và ngoài ra còn có thương nhân nữa. Thương nhân là những người buôn bán. Ha. Thì những người thương nhân này họ cũng lập ra cái hội gọi là thương hội để cùng hỗ trợ với nhau trong vấn đề buôn bán. Và từ từ thì họ đã thành lập ra gọi là thành thị trung đại ở phương Tây ha. Các bạn nhìn đây nè, mình tìm hiểu tiếp cái phần 3 nhỏ. Hôm nãy mình tìm hiểu về sự thành lập các vương quốc, cái lãnh địa nè ha, lãnh địa, rồi cuộc sống của lãnh chúa, cuộc sống của nông nô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự xuất hiện các thành thị trung đại. Đầu tiên như cô nói nè, thứ nhất mình phải tìm hiểu về nguyên nhân. Thì thời kỳ phân quyền là thời kỳ lãnh địa đóng kín. Như cô nói lúc nãy là gì đây? Mỗi lãnh địa khép kín. À, và trong đó chịu sự quản lý của ông lãnh chúa. Nhưng từ khoảng cuối thế kỷ 11 là do sản xuất hàng hóa thủ công ngày càng nhiều. Thì người thợ thủ công mới có nhu cầu là
trao đổi hàng hóa trong thành thị chưa, trong trong cái thực tiễn chưa đủ thì họ mới mang ra những nơi đông người, những cái nơi khác để họ làm sao, để họ buôn bán trao đổi, và từ đó lập ra những xưởng sản xuất, và từ chỗ đó thì họ mới hình thành ra, họ lập ra những cái gì thị trấn, sau đó là thành thị, thành phố ha. Và hoạt động trong thành thị là gồm có ai, là cư dân sinh sống chủ yếu trong thành thị là ai à, là gồm có người thợ thủ công nè và người thương nhân. Thì những người thợ thủ công này thì họ sẽ lập ra những cái phường hộ, là những người cùng nghề với nhau ha, để hỗ trợ với nhau ha. Còn những người thương nhân thì họ lập ra những thương hội cũng để cùng hỗ trợ với nhau trong vấn đề buôn bán và cùng nhau sản xuất và buôn bán. Chúng ta thấy là khung cảnh phía sau là tranh vẽ ha, cái cuộc sống ở trong thành thị như thế nào, nó sôi nổi, nó tự do và cởi mở hơn so với cái lãnh địa phong kiến, đúng không? Và khi lãnh địa và khi cái thành thị trung đại này ra đời thì đây là yếu tố cơ bản thúc đẩy sản xuất và làm cho xã hội phong kiến phát triển. Bởi vì khi thành thị ra đời như thế nào, hàng hóa sẽ được lưu thông nhiều hơn, đúng không? Hàng hóa lưu thông nhiều hơn. Ví dụ đơn giản như thế này, các bạn đi ra ngoài chợ chúng ta kiếm được rất nhiều mặt hàng trong một khu vực đó, rất nhiều mặt hàng và rất nhiều giá cả, có nhiều sự lựa chọn cho mình, đúng không? Đó, các bạn nhớ nha, các bạn ghi bài cho cô cái phần ba nhỏ, sự xuất hiện các thành thị trung đại ha, cái biểu tượng này bạn nhớ nha, viết thành sơ đồ để mình dễ học bài ha. Đây là cái hình vẽ lại về như cảnh sinh hoạt ở trong những cái hỗ trợ ở trong những thành thị, bạn thấy là rất tấp nập, rất cởi mở, rất sôi nổi, khác với cái sự khép kín của thành thị, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là gì, sau khi mà thành thị ra đời, nó làm cho hàng hóa được lưu thông nhiều hơn, và khi hàng hóa được lưu thông nhiều hơn dẫn tới một cái yêu cầu như thế nào các bạn, cần phải sản xuất hàng hóa nhiều hơn nữa. Mà để sản xuất hàng hóa nhiều hơn nữa thì theo các bạn cần yếu tố gì? Cần yếu tố gì để mình sản xuất ra được cái hàng hóa? Ví dụ đơn giản như mình muốn làm cái bánh thì mình cần phải có gì mới làm cái bánh nè? Các bạn nào trả lời được không? Chúng ta cần phải có gì? Phải có nguyên vật liệu. Ví dụ làm bánh chúng ta cần có bánh nè. Còn làm bánh là phải có trứng nè, phải có bột. Tức là phải có nguyên vật liệu mới sản xuất ra cái hàng hóa được. Mà khi sản xuất hàng hóa ra nhiều thì cần tới cái gì nữa à? Cần tới thị trường. Thị trường để tiêu thụ hàng hóa. Và thị trường phải rộng lớn. Và bên cạnh đó phải cần có nhân công. Đúng không? Phải cần có nhân công nữa. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu bài số 2 là sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Đây là cái lược đồ chúng ta thấy nè ha. Cái bài này chúng ta tìm hiểu hai phần. Thứ nhất là những cuộc phát kiến lớn về địa lý. Thứ hai là sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Và trong những cuộc phát kiến địa lý là chúng ta thấy là gì đây? Những thành thị hình thành ở châu Âu là họ lúc này khi hàng hóa nhiều thì họ có nhu cầu là sao? Không thể là buôn bán ở châu Âu được nữa mà phải buôn bán ở những khu vực khác. Và đặc biệt cái con đường mà từ châu Âu đi qua khu vực châu Á, châu Phi là khúc này nè, của chị ban đầu nè, là đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ và người Ả Rập chiếm mất rồi. Thì họ không thể nào đi đường bộ từ châu Âu qua châu Á hay khu vực khác được, mà họ phải đi bằng đường thủy. Lúc đó là xuất hiện những cuộc phát kiến lớn về địa lý. Tìm ra gì? Tìm ra những con đường mới, những con người mới, những con đường mới, những vùng đất mới ha. Là chúng ta phải, là chúng ta thấy là phải đi bằng đường thủy chứ không thể đi đường bộ nữa. Và đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về điều kiện để thực hiện được các cuộc phát kiến địa lý là cần phải có gì ạ? Phải cần phải có la bàn, mình đi biển đúng không ạ? Đi đường thủy phải có la bàn, thì người châu Âu đã học được cái cách chế tạo la bàn của người Phoenicia ha, họ chế tạo được la bàn. Thứ hai là đóng được cái tàu lớn, trọng tải lớn thì mới đi biển xa được, đang đi tìm ra những vùng đất mới mà. Cần phải có gì? Cần phải có đội ngũ thủy thủ dũng cảm, đúng không? Đi biển phải có thủy thủ ha. Và quan trọng nhất là gì đây? Phải có số lượng tiền vốn rất là nhiều, mới thuê được những người thủy thủ, thuê được những cái điều kiện này để đi thám hiểm, đi phát ra kiến, đi tìm ra những vùng đất mới được. Rồi câu hỏi nè, theo các bạn thì quốc gia nào đi đầu trong lĩnh vực phát kiến địa lý? Theo các bạn, trong những nước trên thế giới thì quốc gia nào là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực phát kiến địa lý à? Có ai trả lời được không? Đó là hai quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nghe rất là lạ đúng không nào? Thì hai quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là hai quốc gia đi đầu trong lĩnh vực phát kiến địa lý. Bởi vì sao? Bởi vì hai quốc gia này là gì? Xung quanh của cái vị trí địa lý chúng ta học cái môn địa rồi, là xung quanh họ giáp biển cho nên họ rất giỏi kiến thức về hàng hải.
À, thứ hai là những người này là họ vừa thoát khỏi ách thống trị của ngoại bang, cho nên họ tầng lớp quý tộc và tăng lữ họ muốn có rất là nhiều tiền của vàng bạc. Đây là cái lược đồ về phát ứng địa lý, thì có rất nhiều cuộc phát ứng địa lý, nhưng mà trong gói gọn chương trình thì chúng ta chỉ tìm hiểu bốn cuộc phát ứng địa lý tiêu biểu thôi. Đây là tổng hợp của bốn cuộc, thì mình sẽ đi từng cuộc phát ứng địa lý ha. Nha, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nè. Năm 1487, Đi Sơ là người Bồ Đào Nha ha. Ông ta đã đi vòng qua điểm cực nam của châu Phi, và cuộc thám hiểm của ông ta bị gặp bão, và bão thổi bật cái đoàn tàu của ông ta xuống phía nam, xuống cái mũi cực nam của châu Phi thế này, cho nên ông ta đặt cái tên cái mũi này gọi là mũi bão táp, tại vì ông ta bị cái đoàn tàu ông ta bị bão thổi bật ngược xứ đây. Nhưng mà sau đó là nhà vua không đồng ý và đổi tên thành cái mũi Hảo Vọng, bởi là mong muốn hy vọng tốt đẹp hơn cho những cuộc thám hiểm tiếp theo. Đó là cuộc thám hiểm đầu tiên của Đi Sơ vào năm 1487. Tiếp theo là năm 1492 là Christoph Colombo. Đây là Bồ Đào Nha, là ông là Tây Ban Nha nè. Ông ta cùng với 90 thủy thủ đi trên 3 chiếc tàu đã đến được Cuba. Và quan trọng là gì ta? Ông ta đã tìm ra được châu Mỹ, nhưng ông ta đến lúc mới ông ta vẫn tưởng đây là khu vực Ấn Độ, tại vì nó nhỏ nhỏ như Ấn Độ nè. Tại vì sao các bạn? Tại vì lúc này khu vực châu Âu rất muốn tới khu vực châu Á, rất muốn kiếm đường tới khu vực châu Á, và đặc biệt Ấn Độ. Tại vì họ thông qua cái tác phẩm Nghìn Lẻ Một Đêm thì họ nghĩ đây là những vùng đất rất là giàu có, rất là giàu có, nhiều vàng bạc, nhiều tiền của, đúng không? Mà trước khi Colombo tới khu vực này thì cũng có một nhà thám hiểm, đó là Amerigo, đã tới được khu vực này rồi, và sau này thì nước Mỹ mới đặt tên từ nhà thám hiểm đó là American, lấy tên từ nhà thám hiểm đầu tiên đó là Amerigo ha. Rồi chúng ta đi qua cái cuộc thám hiểm tiếp theo là thám hiểm của Vasco da Gama 1497. Ông đây là người Bồ Đào Nha, và ông ta chỉ huy 4 chiếc tàu cùng với 160 thủy thủ đi vòng quanh châu Phi. Đến năm 1498 thì đã cập bến đường đi của ông ta nè. Đó. Và đến năm 1498 thì cập bến Calicut ở Tây Nam Ấn Độ. Đây là cuộc thám hiểm thứ ba mình tìm hiểu ha. Đến cuộc thám hiểm thứ tư đó là Magellan. Ông này là quý tộc người Bồ Đào Nha. Ông ta rất có học thức, và ông ta được vua chúa nước ngoài trả một khoản tiền lớn để chỉ huy những cuộc thám hiểm, và quan trọng là cuộc thám hiểm vòng quanh trái đất diễn ra từ năm 1519 đến năm 1522. Đây là ông ta đã đi. Đó, điểm xuất phát từ đây. Ông ta đi theo đường này và ông ta đi qua cái vùng biển này, ông ta thấy là cái vùng biển rất là yên lặng. Cho nên ông ta đặt tên là Thái Bình, tức là Thái Bình Dương. Và sau đó đến khu vực Philippines thì trong một cái cuộc hỗn chiến với người dân bản địa ở đây thì ông ta đã bỏ mạng ở đây nè. Sau đó cái đoàn tàu đoàn đoàn thủy thủ của ông ta tiếp tục lên đường và hoàn tất cái chuyến thám hiểm, mà chúng ta thấy đường đi là hoàn tất cái chuyến thám hiểm đến năm kết thúc là năm 1522, như là đi vòng quanh trái đất ha. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu được bốn cuộc phát kiến lớn về địa lý tiêu biểu cái thời kỳ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chốt ý lại cái phần một nhỏ ha, những cuộc phát kiến lớn về địa lý. Thứ nhất, nguyên nhân các bạn nhớ cho cô nè, do sản xuất phát triển. Nãy cô nói rồi ha, do sản xuất phát triển hàng hóa càng ngày càng nhiều thì nảy sinh nhu cầu phải cần những nguyên liệu để sản xuất ra hàng hóa, thị trường để tiêu thụ hàng hóa, và cần gì đấy, cần vàng bạc cho những người quý tộc, những người tăng lữ ha. Thì thứ hai, nguyên nhân thứ hai là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Thời này là họ gì, họ đóng được những chiếc tàu lớn, họ biết sử dụng la bàn và có đội ngũ thủy thủ dũng cảm. Và hai quốc gia đi đầu đó là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hai đi đầu trong lĩnh vực phát kiến địa lý. Đây là bốn cuộc phát kiến lớn về địa lý tiêu biểu ha. Thứ nhất, năm 1487, Đi Sơ đã đi vòng qua cực nam châu Phi, nãy cô đã chỉ trên bản đồ rồi ha. Năm 1492 thì Christoph Colombo đã phát hiện ra châu Mỹ. Sau đó đến năm 1498 thì Vasco da Gama đã cập bến Calicut ở Tây Nam Ấn Độ. Cuối cùng là năm 1519 đến năm 1522 là Magellan đi vòng quanh được trái đất ha. Và tác động của những cuộc phát kiến địa lý là gì? Trước khi nó tác động chúng ta thấy gì? Qua những cuộc phát kiến địa lý là họ đã tìm ra được những gì? Những con người mới, những vùng đất mới.
và tác động của những cuộc phát kiến địa lý là gì? Đem về cho giai cấp tư sản châu Âu những món lợi khổng lồ. Tại sao nói ra như vậy? Tại vì khi mà những cuộc phát kiến địa lý này thành công rồi thì họ mới mua những sản phẩm từ những khu vực mới như là Ấn Độ hoặc châu Á, họ mang về họ bán bên đất nước của châu Âu, với giá cắt cổ. Chúng ta thấy là gì đây, cái lượng nguồn cung thì ít nhưng mà nhu cầu thì nhiều, và đặc biệt nhất là gia vị rất là ưa chuộng thời kỳ này. Thì nguồn cung thì ít mà nhờ nhu cầu thì nhiều quá thì dẫn tới là gì, giá cả sẽ leo thang, giá cả sẽ tăng, đúng nè. Cái đó là rất dễ thấy nhất. Ngoài ra, khi mà đã tìm ra những con đường mới, những vùng đất mới thì thúc đẩy kinh tế thương nghiệp châu Âu phát triển, tại vì hàng hóa lưu thông rất là nhiều, lưu thông không chỉ ở trong khu vực châu Âu mà lưu thông ra những khu vực khác nữa, đúng không? Lúc này tư sản, giai cấp tư sản châu Âu giàu lên một cách nhanh chóng từ những món lợi này. Các bạn nhớ cái phần này các bạn ghi bài cho cô nhé. Nhờ có cái biểu tượng các bạn nhớ ghi bài vô ha. Rồi chúng ta tìm hiểu tiếp về cái phần hai nhỏ là sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Thì sau khi các cuộc phát kiến địa lý thành công rồi thì những người quý tộc tư sản châu Âu họ làm gì? Họ tới những vùng đất mà mới phát hiện ra này, họ mới cướp của cải, tài nguyên của những người thuộc địa, những người phụ thuộc ở đó, và họ buôn bán nô lệ da đen ở khu vực châu Phi. Đây là hình ảnh nô lệ da đen rất tội nghiệp. Những người nô lệ này họ hầu như là họ không có những quyền cơ bản của con người. Đơn giản nhất là các bạn đặt thử trường hợp các bạn là một trong số những người này, các bạn sẽ cảm nhận được cái đó, đúng không nào? Khi họ tìm ra những vùng đất mới rồi, họ tới đây họ cướp của, cướp tài nguyên và họ mở rộng sản xuất kinh doanh, họ xây dựng xí nghiệp, lập đồn điền ở đây, và những người này họ trở thành giai cấp tư sản. Tư sản là gì các bạn? Tại sao gọi là tư sản? Tư sản là những người giàu có, những người có rất nhiều của cải ở đây, đúng không nào? Còn những người nông nô ở những khu vực mà bị người ta bóc lột, người ta cướp như vậy thì họ bị tước đoạt hết ruộng đất, họ không còn tư liệu sản xuất, họ không còn bất cứ công cụ gì hết, thì họ phải quay lại làm việc trong những xí nghiệp của những người tư sản này, hay nó khác hơn là họ phải làm thuê những người đã cướp đất, cướp nhà của mình, và họ trở thành giai cấp vô sản. Vô sản là gì các bạn? Theo các bạn vô sản là gì? Vô sản là người không có tài sản gì hết trơn hết. Và khi trong một xã hội đã xuất hiện giai cấp tư sản và giai cấp vô sản như vậy, đó là gì? Là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã bắt đầu hình thành rồi. Hay còn gọi là quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy, là gồm có tiền vốn, công nhân làm thuê. Mặc dù bên ngoài vẫn là chế độ phong kiến, nhưng mầm mống bên trong đã xuất hiện cái hình thức tư bản chủ nghĩa rồi. Đó là cái tình hình sau phát kiến địa lý. Và sau phát kiến địa lý này đã để lại những hậu quả gì? Có ba cái hậu quả các bạn cần phải nhớ nè. Thứ nhất, về kinh tế, xuất hiện rất nhiều công trường thủ công. Theo các bạn, công trường thủ công là gì vậy? Công trường thủ công là gì? Là có sự phân công lao động. Cô nói ví dụ đơn giản nhất là may một cái áo. Trước đây là một người là may một cái áo, là từ khâu cắt đến khâu ráp, khâu may, khâu đâm nốt, chỉ là một người làm thôi, đúng không? Nhưng mà khi xuất hiện công trường thủ công thì họ mới chia nhỏ ra, chia nhỏ công đoạn ra, ở cái người chuyên cắt nè, chuyên cắt vải, cái người chuyên vắt sổ, cái người chuyên ráp áo, cái người chuyên đâm nốt, cái người chuyên ủi. Thì khi mà những công đoạn đó được chuyên môn hóa như vậy như thế nào, nó dẫn tới cái gì? Hàng hóa sẽ sản xuất ra nhiều hơn, được chuyên môn hóa hơn và làm đẹp hơn, nhanh hơn. Đó là hình thức kinh doanh tư bản ha. Còn về xã hội, nãy cô nói rồi, xuất hiện hai giai cấp mới, đó là giai cấp tư sản và vô sản. Hai giai cấp là luôn luôn mâu thuẫn với nhau, đã hình thành trong lòng một xã hội phong kiến rồi, bên ngoài vẫn là phong kiến ha, nhưng bên trong đã hình thành hai cái giai cấp mới rồi, đó là tư sản và vô sản. Còn về mặt chính trị thì nảy sinh mâu thuẫn giữa tư sản phong kiến. Để các bạn thấy lại không, tại sao lại nảy sinh mâu thuẫn giữa tư sản và phong kiến? Tại vì sao? Cái anh tư sản này nè, sau phát kiến địa lý này, anh có rất nhiều tiền của, đúng không nè? Khi những người này họ đã đổ tiền ra để mướn thủy thủ, mướn đoàn thám hiểm đi thành công rồi, thì họ đã thu lợi nhuận rất nhiều sau khi phát kiến địa lý thành công, thì họ giàu lên một cách nhanh chóng. Nhưng quyền lợi chính trị của họ thì không có bao nhiêu cả, mặc dù họ rất là giàu, rất là nhiều tiền, đúng không nè? Tại vì sau phát kiến địa lý là mang về cho giai cấp tư sản những món lợi rất là khổng lồ, họ mua một nhưng họ bán gấp mấy lần với giá cắt cổ, nhưng vẫn có người mua, đúng không nè? Còn trong khi đó là giai cấp phong kiến, bên phong kiến đây là gì? Vẫn từ nào vẫn là theo chế độ phong kiến, quyền lực chính trị rất là nhiều, nhưng về mặt tài sản hoặc kinh tế thì không bằng giai cấp tư sản. Chính vì vậy mà sau đây, giữa tư sản, khi mà anh đã có tiền của nhiều rồi, anh có nảy sinh một cái nhu cầu là cần có quyền lực và chính trị,
Còn phong kiến thì thế nào? Phong kiến đã có quyền lực của chính trị nhưng đã đang cần về tiền bạc, cho nên hai cái giai cấp này sẽ mâu thuẫn với nhau. Và theo các bạn sẽ giải quyết cái mâu thuẫn như thế nào? Có ai nghĩ ra giải pháp không? Theo các bạn sẽ giải quyết mâu thuẫn như thế nào? Muốn biết giải quyết mâu thuẫn của hai giai cấp như thế nào thì mình sẽ tìm hiểu bài sau ha. Rồi, như vậy là mình vừa tìm hiểu xong về cái bài 1 và bài 2 với những thức cơ bản nhất, ngắn gọn nhất. Bây giờ mình cô sẽ củng cố cho các bạn những cái kiến thức cần nhớ nhất trong cái bài số 1, số 2 này. Đầu tiên các bạn nhớ cho cô là vào khoảng thế kỷ thứ 5 thì cái tộc người Shepman, đây là những cái hình minh họa ha. Tộc người Shepman đã xâm lược đất nước đế quốc Roma và giành thắng lợi. Rồi sau đó mới hình thành ra gì đấy? Thành lập ra những cái lãnh địa phong kiến, và trong lãnh địa gồm có ai? Gồm có lãnh chúa nè, sống rất là sung sướng, không phải làm gì hết, bóc lột người nông nô thôi. Và thứ hai là người nông nô làm rất là nhiều việc, phải phục vụ cho lãnh chúa và sống phụ thuộc vào ông lãnh chúa này. Và khi những người nông nô này bên cạnh họ là phục vụ cho lãnh chúa, họ cũng có sản xuất ra hàng hóa, và khi lần lượt hàng hóa sản xuất ra nhiều, họ có nhu cầu là gì đây? Muốn trao đổi hàng hóa ở những nơi nơi khác ở ngoài lãnh địa, những nơi đông người hơn, và thứ hai là họ muốn thoát khỏi cái ách nô dịch, cái sự quản lý của lãnh chúa họ, họ mới đến những cái nơi đông người ha. Từ khoảng thế kỷ 11, các bạn nhớ cho cô sự kiện thế kỷ 11 là xuất hiện các thành thị trung đại. Thành thị trung đại ra đời, nó góp phần làm gì? Để lưu thông hàng hóa, lưu thông hàng hóa nhiều hơn. Cuộc sống của thành thị trung đại nó sẽ khác xa hơn so với cuộc sống trong lãnh địa phong kiến ha. Và khi mà hàng hóa lưu thông nhiều hơn, nảy sinh nhu cầu với các bạn, nảy sinh nhu cầu và cần phải có nguyên vật liệu để làm ra hàng hóa. Và khi hàng hóa nhiều thì cần có thị trường tiêu thụ, đúng nào? Và từ đó dẫn tới gì? Những cuộc phát kiến địa lý vào thế kỷ thế kỷ 15, 16. Đây bốn biểu tượng bốn cái cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu ha, Dieser nè, Colombo nè, Vasco da Gama và Magellan. Và khi những cuộc phát kiến địa lý thành công rồi thì sao đây? Những cái người tư sản này, quý tộc này mới đi cướp đất của những cái người phụ thuộc ở những vùng đất mới đó, và bên cạnh đó là họ xây dựng các xí nghiệp, các đồn điền, và họ buôn bán nô lệ da đen nè, rất tội nghiệp những người nô lệ da đen. Và dần dần hình thành ra hai giai cấp mới nữa là giai cấp tư sản và vô sản, đúng nè. Giai cấp tư sản là gì các bạn? Là những người có nhiều tài sản, đúng nè. Còn giai cấp vô sản là những người không có tài sản gì hết, và hai giai cấp này luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và cái này hình thành khi xã hội đã xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản là cái gì? Hình thành ra quan hệ sản xuất là tư bản chủ nghĩa, được hình thành ngay trong lòng cái xã hội phong kiến. Đó là những ý cơ bản của cái bài 1, bài 2 chúng ta cần phải nhớ ha. Bây giờ các bạn ghi dặn dò cho tôi luôn nha. Thứ nhất là viết bài vô tập ra những slide của logo đã nói rồi ha. Thứ hai là làm bài tập củng cố. Thứ ba là học thuộc bài số 1, số 2. Thứ tư là chúng ta sẽ học trước bài số 3. Tạm biệt tất cả các bạn học sinh lớp 7.